Tại thành phố Đà Lạt, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tổng kết công tác tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS năm 2013-2014 và hội thảo về công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, lao HIV. Các bác sĩ thuộc các bệnh viện quân y trong cả nước đã tham dự. Trong hai năm 2013-2014, Viện Y học Dự phòng, Cục Quân y đã xét nghiệm HIV gần 44.000 mẫu máu và phát hiện 69 mẫu dương tính với HIV. Hàng năm đã tổ chức sàng lọc HIV cho gần 50.000 tân binh, tổ chức truyền thông cho trên 40.000 lượt người thuộc 57 đầu mối vào những đợt tuyển quân và tuyển sinh quân sự. Với các hoạt động này, số lượng người phát hiện nhiễm HIV ngày càng ít dần. Điều này cho thấy nhận thức của người dân về HIV/AIDS đã có sự chuyển biến tích cực. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trong quân đội, cũng như hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của các bệnh viện quân đội, đồng thời tìm hiểu về hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con của tỉnh Lâm Đồng.